Các bạn xem mấy cái hình này có biết cái gì không? Tôi không biết cái gì hết. Chào Đặng Văn Ngọc. Vâng, cảm ơn và Đỗ Hà. Đỗ Văn Hà, tôi nghĩ chắc là Đỗ Văn Hà. Tôi mới xem xong rồi, xong chấm dứt rồi. Mình còn 4 phút nữa mới được 10 giờ. Tối nay nhiều phim hay lắm. Phim Đức Đầu Bạc luôn đó. Có phim Đức Đầu Bạc vui lắm. Này, mình tới ba mươi mấy người vào ấy. Chào bạn Võ Quang Hào. Chào Nguyễn Mạnh Cường. Nguyễn Mạnh Cường nhìn cái hình này có nhận ra ai không? Chào bạn Thọ Lê. Băng đảng Hoàng Duy Hùng đấy, băng đảng Hoàng Duy Hùng. Hôm nay có nhiều tin vui lắm. Ok. Cái video này rất là hay. À, cái gì? Lãnh đạo Hoàng Duy Hùng đang lên lớp đàn em. Dạy bảo đàn em. Đuổi ra luôn. Khỏi tổ chức luôn. Vui lắm. Rồi trong nước thì bữa nay báo Nhân Dân đã bị thua kiện Dưa Leo. Thì Huy bây giờ nó thắng rồi, Gia Huy nó thắng. Báo Nhân Dân phải gỡ tất cả các bài viết có liên quan đến Dưa Leo. Nhưng mà KBC Hải Ngoại thì có đầy đủ hết. Vẫn có đầy đủ như thường. À, cụ Tí mới nhận ra Hoàng Duy Hùng. Hoàng Duy Hùng thì ai chả nhận ra được. Vâng, các bạn chuẩn bị thắt ra dây an toàn nha. Trước khi mở máy là ngồi nghe, không thôi tụt xuống ghế bây giờ. Đây rõ ràng là âm mưu, thế chứ rõ ràng âm mưu của thằng Hoàng Duy Hùng đấy. Tôi mong rằng nhà nước Việt Nam đề nghị hãy cho chúng tôi câu trả lời cái vị trí đồng Hoàng Duy Hùng về Việt Nam để làm cái gì đấy. Nó họp Đảng Cách Mạng Trắng công khai ngay tại thành phố Hồ Chí Minh của quý vị. Võ Cao Hào đang đóng phim hay chú ơi. Vâng, phim này ngắn này, có 4 phút à, 4 phút 7 giây. Vâng, kính thưa quý vị, bây giờ là 10 giờ tối ngày mùng 1 tháng 6 năm 2022 tại California. Ở bên Việt Nam các bạn bây giờ là 12 giờ trưa ngày mùng 2 tháng 6 năm 2022. Vâng, để mở đầu chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ có những cuốn phim. Đây là cuốn phim đầu tiên. Hoàng Duy Hùng họp hội đồng gia tộc đem chôn sống một người. Cái phim thứ hai sẽ nói về ông Đức Đầu Bạc. Và báo Quân đội Nhân dân đã xác nhận Đức Đầu Bạc sinh năm 1954. Sau đó một cuốn phim về Đức Đầu Bạc vạch trần tất cả những cái âm mưu Đức Đầu Bạc nghề ngỗng ở bên Mỹ làm cái gì vui lắm. Những tin tức chỉ có trên KBC Hải Ngoại. Các bạn yêu hay các bạn ghét KBC Hải Ngoại?
thì các bạn đều phải công nhận đây là một kho tin tức mà dám đưa tất cả những tin tức sự thật. Thì nhân tiện đây thì cũng thông báo cho các bạn biết là Phạm Minh Vũ là người làm cho đài VTV4 đúng không? Sau qua bên Mỹ, anh ta đã tìm cách ở lại bên Mỹ và làm cho đài VOA. Tức là có phản bội không? Phản bội thấy rõ ràng ấy. Và có tin đồn anh ta bị tai nạn xe hơi cách đây 1 tháng và đã chết ngày hôm qua. Thì tôi xin xác nhận đã được minh xác, Phạm Minh Vũ vẫn còn sống và không có chuyện gì hết. Đó là những tin đồn nha. Và trước khi bắt đầu chương trình, Dũng thì thông báo là KBC Hải Ngoại có gần 5.000 người đăng ký, nhưng mà số người vào để xem tin tức và tương tác rất là ít. Phải nói là khoảng 1% của 5.000 người. Do đó, trong 1 2 ngày nữa, tôi không chặn, nhưng mà tôi sẽ hủy kết bạn với những bạn nào mà trên 30 ngày không có liên hệ với lại KBC Hải Ngoại, không có tương tác. Thí dụ các bạn vào đọc một bài báo, các bạn thích hay không thích, thì nó vẫn cho thấy rằng các bạn có đọc cái bài báo đó. Nhưng mà bạn nào mà không vào đọc đó, thì sẽ Facebook nó sẽ thông báo lắm. Thành ra tôi biết có những cái nick đã bị chết, thành ra những cái nick đó thì chắc chắn là phải bị bỏ rồi. Chết đây là có nghĩa là người đó quên mất mật khẩu, bây giờ thôi đành để như vậy. Chết đây có nghĩa rằng là vì lý do gì đó không sử dụng nữa mà sử dụng mới khác. Vâng, Võ Quang Hào thì đương nhiên rồi, có nằm trong này rồi không? Bạn nào có theo dõi thường xuyên, các bạn đều có tên đó, yên chí đi. Không có chuyện gì hết. Cảm ơn. Điều đó là điều mong muốn của tôi, chỉ mong như vậy thôi. Thì đầu tiên, đây là một cái bữa ăn của Hoàng Duy Hùng với lại một nhóm người. Tôi chỉ biết cái ông đầu bạc này thôi. Và cái người ngồi bên cạnh Hoàng Duy Hùng bên tay trái đó thì là thằng Hổ Mèo. Còn ngoài ra thì không biết ai. Chào Lê Thái. Chào Xuân Nguyên. Nãy giờ có một số bạn tôi chưa kịp chào chào Tuấn Trần nhé. Bây giờ các bạn nghe thử coi cái này có vui không? Ngày hôm nay chịu khó nghe một vài video. À, cảm ơn, quên mất là có bạn có hỏi thăm về cái video của Hoàng Duy Hùng. Thì cái video đó đó mà chiếu ở trên Lê Thái đó cũng lâu rồi, năm 2016. 2016 thì lát nữa nếu có thời giờ chúng ta sẽ vào phân tích chơi. Còn khá dài. Bây giờ thì lúc đó thì Hoàng Duy Hùng bị Trần Chí Hoàng là của bên Đại Việt tấn công. Thì Trần Chí Hoàng là cái người mà cắt cắt cầu chì trong một buổi họp của nhóm Hoàng Duy Hùng, thành ra mới gọi là đảng đảng cắt cầu chì. Vâng, thưa các bạn, đây là
Video xin cho biết có nghe rõ không ạ? Chào bạn Văn Hiệp. Có ông Quang phố cổ là bảo là hình như Cường ra ngoài gặp ông Nam Vũ mà Nam Vũ không nhìn ra nữa. Thì bảo là Nguyễn Mạnh Cường cười lên một cái thì nhận ra ngay lập tức. Vâng, mời các bạn theo dõi. Anh gặp những thân hữu, những người mà gọi là chia sẻ cái tình thương đối với anh ghi ơn những người sự chia sẻ đó, và anh muốn nó rằng là lan tỏa cái tình thương đó cho toàn thế giới. Và khi em đến tính tay ra là anh rất trân trọng em, thì anh không biết em, anh là em là muốn liên lạc với anh. Anh nói em đến ở đây và anh là quý mến em đến độ mà gọi là anh bỏ hết tất cả để sao để chia sẻ cái tình thương đó đến với em. Nó rõ ràng là em là thấy một cái sự nghe bơ chưa? hở, cả một cái quá trình của biết bao nhiêu người đến với em mà em không cảm nhận được điều đó, mà em đặt cái câu hỏi đó là em hổn với tất cả các bác. Một câu hỏi rất luôn sự thẳng thắn là một cái câu đó, mà cái câu đó là nó chính là em tự sỉ nhục em tự sỉ nhục lên lý trí và tình cảm của em đối với tất cả những người thương yêu của em. Và anh đã dành em không phải là một lần mà biết bao nhiêu lần anh đã nói với em đó là em phải vững tâm, tất cả những cái tình thương đó để đổ dồn lên trên em là người thừa kế thứ nhất. Thế thì cái câu hỏi đó của em á là cái câu hỏi nó vừa dư thừa và cái câu sỉ nhục lên chính em trước, chính em trước chứ không phải là cho ai hết. Em sỉ nhục với những người trong ấy, em ấy có hỏi đây là làm gì, để sao, để cho chính em và những cái thế hệ sau hãy tiếp nối cái con đường chính xác. Đây là cái người là mà Hoàng Diệu muốn nói tới đó. Có cái gì nữa để em cháu nói, không những là anh đã nói trước khi mà có gặp mặt biết bao nhiêu thứ, mà ngày hôm nay anh đã trả lời câu hỏi đó với em một lần mà biết bao nhiêu lần, mà anh đã gọi em tới sát cạnh bên anh để anh nói lên cái tâm tư đó của anh. Anh nghĩ rằng em phải xứng đáng với cái tình thương yêu đó của cả dân tộc Việt Nam dành cho em, nhưng em không nhìn ra được điều đó. Em phủ nhận tất cả cái sự thương yêu của anh, của tất cả mọi người, mà anh thất vọng vô cùng. Thế thì em không xứng đáng, và điều thứ nhất. Cái câu hỏi thứ hai em nói rằng là ai là bắt buộc lên trên em. Em chuẩn bị nó hai câu hỏi trong đầu của em là em phải chuẩn bị rất rõ ràng. Như vậy là em không có chuẩn bị, em chỉ muốn là cái gì đó, em muốn phát biểu là ta muốn cái gì đó mọi người chú ý, mà cái điều đó nó không có đúng. Chúng ta ngồi nơi đây là chúng ta ngồi trong một sự chân thành. Em không có chân thành với chính em và em cũng không chân thành với tất cả những người xung quanh đây. Đúng mà em á là cho rằng em ngon lắm, cho nên nó là hai câu hỏi thứ nhất mà người ta mới hỏi em hoảng sợ xong, cái câu hỏi thứ hai em quên hết. Tại vì sao? Là chính em sự sỉ nhục lên trên em. Thế thì ngày hôm nay với qua hai cái điều đó, trước đây á, anh trọng em, nhưng mà qua cái đó anh thách thức em, từ đây về sau em đừng liên lạc với anh nữa, làm hết. Vì em không có xứng đáng, không phải chưa? Không có xứng đáng với tình thương và tình yêu của rất nhiều anh chị ở đây. Một câu hỏi dành cho em đúng sự. Không, anh thấy không? Đâu, không? Đâu, 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 đâu. Nó thể hiện cái tâm trí của em là trong em á. Nó thể hiện cái tâm trí của em á. Anh là một luật sư trải qua ở Mỹ chứ không phải là. Nó thể hiện cái tâm trí của em là em nghĩ em ngon lắm. Chứ mấy ông anh nói em chuyện này chưa thấy, tôi chưa hỏi, tôi hỏi là chết người. Cái của em là một cái sự khiêm nhường, nhưng mà trong lòng em là cả một cái sự kiêu ngạo, không? Cho nên em mới thể hiện một cái sự ta đây, mà em nghĩ rằng những con người mà anh ngồi đây mà em dám đưa ra cái gì đó thì sao? Em không những em không còn cái cơ hội nữa. Em đã làm mất cơ hội từ nay và vĩnh viễn trong hết tuổi vàng. Vâng, thưa các bạn, cái
Cái này không chưa có liên quan gì đến Đức Đầu Bạc đâu, Đỗ Hà Võ. Đức Đầu Bạc lại một chuyện khác nữa, là một cái video khác. Thì có bạn nào nói đúng á, là đây cái video này quay hồi trước khi Luyện Lê còn sống. Luyện Lê bây giờ nó chết rồi, đúng không? Đấy. Thành ra thì cũng lâu rồi. Và bạn đã nhận ra được cái à, chào bạn anh Việt, chào Trinh Thành Hoàng. Thì bạn Hiền Nhân ấy, hình như Hoàng Duy Hùng đang dạy dỗ chửi mắng Vinh chủ kênh Cuộc Sống Việt. Clip này chắc cũ vì khi ấy có mặt Luyện Lê. Vâng, thì đây có lẽ là Nguyễn Mạnh Cường là biết nhiều nhất trong số những người ở đây. Tôi thì tôi không biết rõ nhiều, chỉ có thằng Bảo Bảo Mèo với thằng Luyện Lê rồi mà thì không biết Nguyễn Mạnh Cường nhận ra ai không trong này không, hay là có hiểu cái chuyện gì không? Thì tôi không biết, chỉ có cái là Hoàng Duy Hùng đang chửi cái người đối diện mặc áo trắng của Hoàng Duy Hùng, và thêm một người bất mãn nữa. Các bạn nhìn thấy rồi đó, nhìn thấy rõ trong mình. Thì trước sau này sẽ có nhiều người bất mãn, bởi vì Hoàng Duy Hùng nó chưa làm một cái gì hết mà đó nó đã chỉ tay năm ngón, nó đã mắng nhiếc như là con cái của nó. Chào bạn Vinh Tăng, hello. Vâng, Trần Hoài, đây là ổ nhóm do Hùng Bom cầm đầu. Thì theo tôi đoán như vậy thôi. Còn cái chuyện biết rõ thì tôi không rõ, tôi chẳng hiểu cái gì hết. Tại sao đuổi, mà đuổi vì lý do gì? Và anh Vinh đó, anh đặt câu hỏi gì? Thì không biết ai biết câu chuyện này có thể chia sẻ được với mọi người hay không. Còn như vậy thì tôi đỡ mất công phải đi tìm kiếm, ngày mai tôi lại phải đi nói chuyện một vài người nữa, mất thời gian lắm. Vâng, đây là một câu chuyện về ông Đức Đầu Bạc. Ông Đức Đầu Bạc, ông nói với lại tôi, ông bằng tuổi ca sĩ Lệ Hằng. Ông nói với người khác, ông là 73 tuổi. Sau này ông lại nói với tôi, ông là 72 tuổi. Tức là đối với tôi, ông nói hai lần sai. Và bữa nay tờ báo Quân đội Nhân dân cho biết, ông Đức Đầu Bạc sinh năm 1954. Chào bạn Trịnh Văn Thất. Thì không biết cái video đó các bạn có muốn xem lại hay là các bạn có biết rõ ràng không? Nguyễn Mạnh Cường vì có ba hy, ba là chim cút Tây Nguyên đứng sau Hoàng Duy Hùng ảo tưởng yêu cầu an ninh Việt Nam phải bắt hết những ai vụt vào mõm nó thì nó mới đi đòi đảo lại cho. Và Đỗ Hà, phải nói rằng cô Lệ Hằng trẻ đẹp thật. Vâng, thì đây là cái bài báo tôi trích một câu trong báo Nhân dân với cái tiêu đề là sự thật không thể phủ nhận được. David Nguyễn, tên Việt Nam là Nguyễn Trọng Đức, còn được biết dưới nhiều cái tên khác như Đức Đầu Bạc, Đức AK. Ông sinh năm 1954 tại Nam Định, là con trai Đổng Lý Văn Phòng thời Việt Nam Cộng Hòa. Năm 1970, ông Đức được qua Pháp học kỹ sư điện, rồi năm 1972 chuyển sang sống ở bên Mỹ. Chào Võ Ngọc Kim Hương.
Tôi thấy Võ Ngọc Kim Hương có đeo có mặc áo ở bên Lê Thái, thành ra tôi cũng qua mặt Nguyễn Mạnh Cường, tôi mặc áo luôn. Còn bạn Hiền Nhân thì tôi chưa biết, bạn Vinh Tăng cũng chưa biết, thành ra tôi chưa dám mặc áo. Nếu không có Nguyễn Mạnh Cường hoặc là Quang Phố Cổ cho phép. Chào bạn Trần Hoài. Trần Hoài, cái tuổi hồi xưa thì nó lung tung lắm, không chính xác thì cũng không quan trọng, nhưng chủ yếu đầu óc họ nghĩ gì. Thì đây tôi không quan trọng cái tuổi, mà tôi quan trọng tại sao họ phải nói sai tuổi. Chính ông nói với tôi, lúc ông 70 tuổi, lúc ông nói 72 tuổi, ông nói một người khác, ông nói là 73 tuổi, mà sự thật ông là 68 tuổi. Càng lớn tuổi, đầu càng bạc thì càng chứng tỏ rằng mình càng ngu. Vâng, cảm ơn bạn Hiền Nhân. Thì đây là bài báo đăng trong Quân đội Nhân dân. Chào bạn Phan Ca. Người đi tìm sự thật ở Trường Sa, bài viết năm 2014. Không biết ông tìm ra được cái sự thật gì ở Trường Sa mà kỳ này ông lại phải đi tiếp. Thì ra cái sự thật mà Đức Đầu Bạc đi tìm đó là tìm Hoàng Duy Hùng. Tìm Hoàng Duy Hùng để làm gì? Là để chắp tay. Thay vì mình quỳ gối thì mình chắp tay trước đầu gối của Hoàng Duy Hùng cũng là một cái ấn tượng. Nói rằng tôi quỳ gối trước mặt Hoàng Duy Hùng. Theo tôi nghĩ như vậy. Thì bài báo này của báo Nhân dân. Sự thật không thể phủ nhận được. Tôi mới đọc xong để chứng minh rằng là ông sinh năm 1954 tại Nam Định. Điều đó là đúng. Nhưng mà cái này không quan trọng. Cái mà tôi muốn, một thằng con dân cộng sản mà bị một thằng giặc nó sỉ nhục. À đúng rồi. Hình như bạn đó là bạn Vinh ở trong cái lúc nãy bạn nào mới nói đó. Thì cái phần của Đức Đầu Bạc này chúng ta không quan tâm. Quan tâm cái chuyện khác về Đức Đầu Bạc. Cái video các bạn mới xem đã được đưa lên KBCHN. Đây là bài viết về nghệ sĩ Dưa Leo vụ kiện kết thúc, báo Nhân dân rút các bài viết xuống rồi. Lát nữa tôi trở lại cái đề tài này. À, cái hình này hay các bạn. Hình này nó ra cũ rồi, trở lại từ năm 2016. Tôi nói một cuộc đời, hai hình ảnh cách mạng. Hồ Chí Minh đồng hành cùng đồng chí đi tìm tự do độc lập cho Việt Nam. Bác chống gậy, bác sắn quần, bác đi. Đây là Ngô Đình Diệm ngồi trên một cái ghe, cái thuyền ấy. Rồi lính đấy, ông này ông Trần Văn Đôn mặc quân phục rõ ràng mà phải đi đẩy ông Ngô Đình Diệm đi ủng. Tại sao không đi xuống đất ông đi nữa để chứng minh rằng mình là người bình dân? Ngô Đình Diệm sung sướng quan liêu khi được phi công Trần Văn Đôn, tức là em rể hờ, tôi gọi phi công Trần Văn Đôn là ông Trần Văn Đôn không phải phi công, mà tại vì ông lái bà Trần Lệ Xuân, thành ra mới đẩy xuồng cách mạng thâm lụt miền Tây để viết sự tình.
Đức đầu đạn húp sò le le, nói con đó ngày xưa làm massage ở Tân Bình. Đấy là đang nói con vợ của người đẹp của Hoàng Duy Hùng. Thì ngày hôm nay nói chuyện với một người, tôi cũng có nói, tôi bảo vợ chó gì 50.000 ấy, Hoàng Duy Hùng nói rằng ai muốn đi Mỹ nó sẽ làm hôn thú ký để đưa đi Mỹ 50.000 đô la, qua bên Mỹ 3 năm sau có quyền bỏ đi. Chào bạn A50 Galaxy. Sinh năm 1954 thì năm nay mới 68 tuổi. Bạn làm tính cái gì mà ra mới 70 ấy? Hả? 2 trừ 4 là 8. Nhớ 1 là 6. 2 trừ 6 là mượn 1 ra thành 12 trừ 6 là 68 tuổi. Làm lại tính đi nhá. Cu tía. Tôi đã nói là 68 này rồi còn cãi cho tôi. Sinh năm 54 thì năm nay mới 70 thôi tuổi thôi bác. Riêng Á Đông chuyện cá nhân hay nhảm, nhảm thì đi cút xéo đi chỗ khác. Okay. Báo cáo luôn. À, cụ tí thì con cho thêm mà tại sao lại cho thêm như vậy để làm cái gì? Bạn cãi lại với tôi rõ ràng mà. Thôi mà hiền nhân mới nói là 68. Thì năm nay mới 70 tuổi thôi bác. Bạn đâu có nói là bạn thêm cho 2 tuổi đâu. Bạn có đẻ ra ông Đức đầu bạc đâu mà bạn đòi nghĩa là thêm. Mình sai thì mình cứ nhận là sai. Okay. Không có gì phải đấy. Đây là cái chương trình đầu tư định cư tại Mỹ, EB-5 để trở thành công dân Mỹ. Văn phòng luật sư Mellot Law Firm, địa chỉ là 801 Congress Avenue, suite 215. Thì Đức Đầu Bạc cũng dùng cái địa chỉ này, nhưng mà không phải là văn phòng của Đức Đầu Bạc, mà văn phòng Mellot Law Firm. Mà cái văn phòng 801 này á, thì Hoàng Duy Hùng trước đây nó khai đó là văn phòng của nó. Thì nhưng mà ông Đức Đầu Bạc mới chụp cái hình này lên cho mọi người biết. Thì ông Đức Đầu Bạc không phải là luật sư, mà ông Mellot này là luật sư. Mà trong cái chương trình định cư EB-5 là định cư lao động được ở lại Mỹ, LB5. Vâng đúng vậy, 54 là tuổi Giáp Ngọ. Thì đó là lý do mà tại sao Đức Đầu Bạc và Hoàng Duy Hùng trở thành hai người cựu thù. Mặc dù trước đó Đức Đầu Bạc đã hợp tác với Hoàng Duy Hùng trong vụ đón Thứ trưởng Nguyễn Tân Sơn tới Mỹ tháng 11 năm 2012 để mở đầu cho chuyến đi Hoàng Duy Hùng năm 2013. Hai hình ảnh thắp hương. Ông Nguyễn Thanh Sơn đang thắp hương tại Nghĩa Trang Bình Dương.
nghĩa trang quân đội Biên Hòa của Việt Nam Cộng Hòa nữa. Đây là Hoàng Duy Hùng lại thắp nhang tế sống ông Nguyễn Tân Sơn. Ông này thì thắp nhang cho người chết, cái điều đó này là đúng. Còn nhưng mà Hoàng Duy Hùng mà tế ông Nguyễn Tân Sơn này thì có đúng hay không? Một cái thằng ăn á, tại sao nó phải quỵ lụy đến cái mức để đi tế sống ông Nguyễn Tân Sơn như vậy? Hai hình ảnh một cuộc đời thắp hương. Hình thứ nhất, sau khi thăm nghĩa trang Bình An trên đường về đoàn Trường Sa 2014 ở hải ngoại, gồm có KBC, HN, Phú Văn Gia TV, Đức Đầu Bạc, Nguyễn Ngọc Lập, Lý Kiến Trúc, Trần Quốc Dũng, vân vân vân, ghé nghĩa trang thành phố Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn đã viếng mộ liệt sĩ và thắp hương. Đấy. Hôm nay chúng tôi đi hai nghĩa trang, nghĩa trang thành phố Hồ Chí Minh và nghĩa trang Bình An. Hình thứ hai là năm cây nhang này lại đủ để làm đại biểu Quốc hội không ạ? Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn, tôi giờ về hưu sao anh lại tiễn tôi lên đường sớm thế? Còn vụ đại biểu Quốc hội thì ra Bắc mà hỏi Ủy ban người Việt nhé. Sau đó đại sứ Lương Thanh Nghị trả lời không có cửa đâu, hơn nữa hải ngoại làm gì có đủ dân mà cần đại biểu, luật sư sao mà ngu thế, hỏi nước Mỹ có cho Việt Nam lập một tỉnh Việt Nam ở hải ngoại trên đất Mỹ không mà anh đòi làm đại biểu. Bố anh là trung tá Việt Nam Cộng Hòa thì ba đời con cháu anh cũng chưa đủ tuổi để làm, chứ đừng có nói là anh. Xin lỗi, tôi cần đi vệ sinh một chút. Đây là cái lời mà trêu chọc thằng Hoàng Duy Hùng thôi. Khi nó nói chuyện với đại sứ Lương Thanh Nghị, lúc đó là phó chủ nhiệm của Ủy ban người Việt về người Việt Nam nước ngoài, nó hỏi tại sao trong một cái chương trình nghị quyết 36 hòa hợp hòa dân tộc như vậy mà tại sao nhà nước Việt Nam không cho các đảng phái ở hải ngoại về hoạt động trong nước, thí dụ như đảng Việt Tân. Thì ông Lương Thanh Nghị đã trả lời rất là rõ. Người trong cuộc. Vâng, cảm ơn bạn ông Nghĩa Trung Phạm. Clip này do thằng Vo Ve nó quay. Người mặc áo trắng là Vinh, chủ kênh Cuộc Sống Việt. Vinh định hỏi hai câu, chỉ hỏi được có một câu. Ý nghĩa và giá trị của cuộc họp mặt này thì đã bị chửi sấp mặt. Sau đó thì Vinh bỏ đi ra về. Vâng, cảm ơn bạn người trong cuộc. Như vậy thì đỡ mất, thì giờ tôi ngày mai phải đi tìm cái nội dung của câu chuyện. Đây là tin tức của trên RFA. Vâng, chào Hà Dương. Lát nữa chúng tôi trở lại chuyện này sau. Nguyễn Trọng Đức là bà Phùng Thị Thọ, sinh ngày 26 tháng 3 năm 1931. Thằng Nguyễn Trọng Đức post trong Facebook sinh năm 1945. Vậy năm 14 tuổi bà Thọ đã đẻ thằng Nguyễn Trọng Đức. Qua hồ sơ tòa án tại Houston cho biết thằng Nguyễn Trọng Đức không có quốc tịch Mỹ.
According to the photo of Nguyen Trong Duc's mother, Mrs. Phung Thi Lo was born on March 26, 1931. Nguyen Trong Duc posted in Facebook, born in 1945. So at the age of 14, Mrs. Tho gave birth to Nguyen Trong Duc. According to court records in Houston, Mr. Nguyen Trong Duc has no U.S. citizenship. Theo hình chụp mẹ thằng Nguyễn Trọng Đức là bà Phùng Thị Thọ sinh ngày 26 tháng 3 năm 1931. Thằng Nguyễn Trọng Đức post trong Facebook sinh năm 1945. Vậy năm 14 tuổi bà Thọ đã đẻ thằng Nguyễn Trọng Đức. 14 tuổi bà đẻ. Qua hồ sơ tòa án tại Houston cho biết thằng Nguyễn Trọng Đức không có quốc tịch Mỹ. According to the photo of Nguyễn Trọng Đức's mother, Mrs. Phung Thi Lo was born on March 26, 1931. Nguyen Trong Duc posted in Facebook, born in 1945. So at the age of 14, Mrs. Tho gave birth to Nguyen Trong Duc. According to court records in Houston, Mr. Nguyen Trong Duc has no U.S. citizenship. Theo hình chụp mẹ thằng Nguyễn Trọng Đức là bà Phùng Thị Thọ 6 tháng 3. Nguyễn Trọng Đức post trong Facebook sinh năm 1000. Một thằng ăn cắp không biết xấu hổ mà còn lên YouTube nói lung tung. Chỉ những thằng ngu mới nghe lời nó. Đức đầu bạc sạm mà nghĩ mọi người là con nít. Thằng Đức nói mẹ nó biết bà Thiệu lúc 17 tuổi, khi đó ông Thiệu chưa làm tổng thống, rồi mẹ nó đi lấy chồng. Ngày 12 tháng 6 năm 1965, ông Thiệu lên làm chủ tịch ủy ban lãnh đạo quốc gia. Trong khi đó thì thằng Đức nói với mọi người là ông sinh năm 1945 tại Nam Định, Việt miền Bắc Việt Nam. Vậy năm 1965 tuổi, ông 20 tuổi mà. Nay ông mới có 17 tuổi. Nhà triệu đô ở San Antonio City là Texas. Ông này hay có nhà triệu đô lắm. Nhà triệu đô ở Beverly Hills. Giờ bây giờ ông đang, mới đây tôi mới được nghe ông nói với Nguyễn Minh Tiến cách đây 3 ngày trên kênh của Nguyễn Minh Tiến, là ông mua 8 hectare đất ở Đà Lạt rồi. Lần này ông lên ông mua thêm bao nhiêu nữa đó để ông mở với cao su. và Đỗ Hà chúng chứng tỏ rằng Đức đầu bạc cũng có lịch sử từ hồi còn bé. Thì đó là cái video nói về một cái nhân thân của Nguyễn Trọng Đức. Vui lắm phải không các bạn? Quay KBC Hải Ngoại nó có nhiều cái vui lắm. Ở trên Vimeo cũng có bài viết về Nguyễn Trọng Đức, cũng tương tự như nhau thôi. Nhưng mà nó dài hơn. A shameless thief who goes on YouTube talking nonsense. Only fools listen to it. Dumb DDB thinks everyone is a kid.
Doug said his mother knew Thu when he was 17 years old. At that time, Othu was not yet president. Then his mother got married. On June 12, 1965, Mr. Thu became the chairman of the National Leadership Committee. Meanwhile, Doug told everyone that he was born in 1945 in Nam Dinh, North Vietnam. So in 1965, he was 20 years old, but his mother was 17 years old. Million dollar house in San Antonio City in Texas. Một thằng ăn cắp không biết xấu hổ mà còn lên YouTube nói lung tung. Chỉ những thằng ngu mới nghe lời nó. Đi 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 xạo mà nghĩ mọi người là con nít. Thằng Đức nói mẹ nó biết bà Thiệu lúc 17 tuổi, khi đó Ô Thiệu chưa làm ti ti, rồi mẹ nó đi lấy chồng. Ngày 12 tháng 6 năm 1965, Ô Thiệu lên làm chủ tịch ủy ban lãnh đạo quốc gia. Trong khi đó thằng Đức nói với mọi người là ông sinh năm 1945 tại Nam Định, miền Bắc Việt Nam. Vậy năm 1965 ông 20 tuổi mà mẹ ông mới 17 tuổi, nhà triệu đô ở San Antonio City in Texas. Chụp mẹ thằng Nguyễn Trọng Đức là bà Phùng Thị Thọ, sinh ngày 26 tháng 3 năm 1931. Thằng Nguyễn Trọng Đức post trong Facebook sinh năm 1945. Vậy năm 14 tuổi bà Thọ đã đẻ thằng Nguyễn Trọng Đức. Qua hồ sơ tòa án tại Houston cho biết thằng Nguyễn Trọng Đức không có quốc tịch Mỹ. According to the photo of Nguyễn Trọng Đức's mother, Mrs. Phùng Thị Thọ was born on March 26, 1931. Nguyễn Trọng Đức posted in Facebook, born in 1945. So at the age of 14, Mrs. Thọ gave birth to Nguyễn Trọng Đức. According to court records in Houston, Mr. Nguyễn Trọng Đức has no U.S. citizenship. Mẹ thằng Nguyễn Trọng Đức là bà Phùng Thị Thọ, sinh ngày 26 tháng 3 năm 1931. Thằng Nguyễn Trọng Đức post trong Facebook sinh năm 1945. Vậy năm 14 tuổi bà Thọ đã đẻ thằng Nguyễn Trọng Đức. Qua hồ sơ tòa án tại Houston cho biết thằng Nguyễn Trọng Đức không có quốc tịch Mỹ. According to the photo of Nguyễn Trọng Đức's mother, Mrs. Phùng Thị Thọ was born on March 26, 1931. Nguyễn Trọng Đức posted in Facebook, born in 1945. So at the age of 14, Mrs. Thọ gave birth to Nguyễn Trọng Đức. According to court records in Houston, Mr. Nguyễn Trọng Đức has no U.S. citizenship. Okay, Đức à, em á, em muốn giúp anh, bởi vì á, bây giờ em nói em tất cả những gì anh phổ biến trên YouTube là em đều có, và có những người chửi anh mà em biết, nhưng mà bây giờ đó anh bây giờ em có chuyện khuyên anh đó, khi anh nói á, anh phải nhớ những gì anh nói. Cái chuyện đó em có cái bệnh này, cái quỷ nó mất ra. Anh nói là ba đời diễn là anh cho biết cái tiệm cái tên gì mà anh không trả lời, mà anh cũng nói. Mày nói là mày ở tại Houston mà mày không biết tiệm vàng của bà già tao thì. Dạ thưa, cái đó là dĩ không ai biết, chứ không phải thằng bảo mà nó biết. Ok. Ok, không ai biết cái này. Tại vì sao? Anh không nói ra tại vì không có để nói, chứ không phải là có mà nó biết cái sự thật là cái vòng của mẹ của nó, không phải là mẹ của Đức Độ Bạc bán. Mày có phỏng vấn bà Thiệu rồi, bà Thiệu bà kia. Bà Thiệu bà không có bán cái vòng ngọc cho mẹ tôi, cái đó là. Mày cứ nói cái anh là. Còn cái vấn đề anh á, anh nói là ba đời gì, anh nói tiệm hiện tại ở bên Mỹ, mẹ anh là tên gì, cái tiệm vàng hay là tiệm gì đó, cứ nói tới đi. Khi mà anh đi phỏng vấn cái trường Rai, nó hỏi vài câu mà anh không có chứng minh được, thì coi như là nó không có chứng minh được. Thôi, thank you, bà ấy còn phải nói nữa. Vậy là đúng rồi, để cho... Anh nói là ba đời gia đình tôi có tiệm vàng, bây giờ phải nói tên hiện trong đất nước Mỹ tên gì. Thank you.
cho thì và tôi ai sáng giàu ai gian khó mai xa kính con người về với cát bụi mờ thì cũng đều đôi tay chân. Chuyện này nó không có gì hết á, nó chỉ là ông Đức nói với bà Kim Anh ấy, tức là bà Thiệu đó, là bà mẹ của ông Đức có một tiệm vàng, và cái tiệm vàng đó đó thì ông Đức đã bán cho mẹ của cái cậu Bảo này một cái vòng ngọc cẩm thạch cái gì đó chẳng thì đấy. Thì thằng này nó nghe được như vậy nó mới tức, nó mới hỏi ông Đức tiệm vàng của anh tên gì. Thế thôi. Đó đây đại khái nó là như vậy. Đấy. Còn cái này thì không phải của RFA anh Phạm Linh. Cái này không có liên quan gì tới RFA hết. Đấy. Thì có người gửi cho tôi. Còn nhưng mà cái nó là của ai thì tôi không biết. Không phải là của RFA mà trên đây là trên Vimeo, còn cái lúc nãy đó là trên YouTube. Đấy, hai con nào trên YouTube mà tôi mới tải về máy thì tôi được, đấy. Chứ không phải là RFA. Đấy. Còn cái vấn đề đó thì cái vấn đề ông Đức Đầu Bạc thì thật sự rằng tôi chỉ muốn chứng minh cho mọi người biết ông là người không đáng tin cậy, thấy chưa? Tại vì tôi đã sâu chuỗi, tôi ở bên này tôi biết rất nhiều. Nhất là cái từ hồi mà ông Đức đóng vai gọi là liên lạc với lại Hoàng Duy Hùng để mà làm móc nối với ông Nguyễn Thành Sơn. Tại vì Hoàng Duy Hùng nó đâu có đường đi nào. Tất cả đều do ông Đức móc nối. Thì ông Đức trở thành người kẻ thù với lại ông Hoàng Duy Hùng sau khi á, trong cái hình chụp mà ngồi chung với nhau đó thì cái người được Hoàng Duy Hùng dẫn đi Việt Nam năm 2013 đó là như là Nguyễn Đức Trung, nếu tôi không nhớ lầm là, nhưng chắc chắn là tên là Trung. Quý vị thấy hình ảnh của thằng Hoàng Duy Hùng. Đây là cái hình mà hôm đi ăn này. Mà Hoàng Duy Hùng nó quỵt 370 đô la đó. Đây là Nguyễn Nam Quan. Đây là Khải Đào, đây là Vũ Hoàng Lân, đây là luật sư cái gì vừa mất rồi, đây Vũ Nguyễn Hồng Phúc, đây là Hoàng Duy Hùng, một mình Hoàng Duy Hùng chơi một chai rượu. Tổng cộng là bữa tiệc 370 đô la. Mà Hoàng Duy Hùng không trả, tất cả những người này phải chia tiền ra.
các hình của tôi đều ở độ phân giải cao, thành ra nó không, nó lên hơi chậm. Đây là Hoàng Duy Hùng, đây là Đức Đầu Bạc, đây là Võ Đức Quang, và đây là ông Nguyễn Văn Trung hay Nguyễn Đức Trung. Đây là trợ lý Hoàng Duy Hùng, ông này đi theo trong cái đoàn. Thì cái phái đoàn đi năm 2013 không có Đức Đầu Bạc mà có ông Trung. Thì bên này ông Nguyễn Hùng Minh, này Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn. Đây có những phóng viên đầy hết đây, mà thằng Hoàng Duy Hùng nó nói rằng trong này không có quay phim. Thành ra thằng phóng viên Hưng Yên mới hỏi Hoàng Duy Hùng, thế anh có thể tiết lộ phái đoàn Cộng sản nói gì với anh không? Thì Hoàng Duy Hùng mới nói rằng họ hứa hai điều. Thứ nhất, bỏ điều 4 hiến pháp. Thứ hai là sẽ có đa đảng. Thì đó là cái chuyện về thằng Hoàng Duy Hùng. À, ở đây ngày hôm nay tôi cũng đưa ra một cái hình. Đây là Hoàng Duy Hùng chụp hình với lại ông dân biểu của tiểu bang Texas. Nó lấy cái đầu của tôi, nó gắn vào trong cái hình, cái áo này. Đây cái hình nguyên thủy của nó đây. Hình tôi đây. Nó cho thằng tên là thằng Martin Ngô cùng với Nguyễn Minh Tiến. Lúc đó là Nguyễn Minh Tiến ấy còn ở phe với Hoàng Duy Hùng đó, cái còn kết nghĩa vườn đào đó. Martin Ngô nói là hóa ra lâu nay hai ông diễn trò kiếm tiền YouTube, giờ thì lộ rõ hai ông là một. Cho rằng tôi và Hoàng Duy Hùng cũng là một phe. Tại vì nó lấy cái hình này nó đưa lên làm cho thằng Martin Ngô tưởng rằng tôi với Hoàng Duy Hùng. Chào bạn Lê Nam. Chào bạn Phạm Khuôn. Nhưng mà đã bị tôi lật tẩy đấy. Thằng này nó lưu manh, đủ cho lưu manh. Thì đối với các bạn, à đây một cái hình này cũng vui lắm. Đối với các, đây là khi có vợ này, thấy ông mặt mày đấy, coi đẹp đẽ này. Thế mà sau khi bị vợ bỏ này, ui giời cái mặt này. Cái này ở 2022 ở Yên Bái. Hình này 2016 đăng họp báo. Cái là lật đổ Cộng sản Việt Nam bằng lấy lịch, lấy lực của địch làm lịch của ta. Cái mặt này. Mà mặt này sao? Có vợ nó cũng khác đúng không? Bây giờ không có vợ nó cũng khác. Mà lấy một em mà 30 tuổi mà làm nghề massage thì lại càng chết, mau chết nữa. Thì tôi buổi trước tôi cũng có kể một câu chuyện. Có một ông trung tá quân cảnh, ông kể chuyện lại. Ông bảo ông lấy 3 con vợ đều chết hết. Về Việt Nam lấy 3 con vợ đều chết hết. Thì 2 con vợ đầu thì nó đủ 3 năm nó, con đầu thì là mới lúc đó chỉ có 2 năm này. Con sau thì 3 năm, thành ra ông bảo 5 năm. Hai con nó bỏ ông nó đi lấy chồng khác. Tới con thứ 3 thì nó không bỏ ông ấy, mà ông kinh nghiệm ông không cho đi làm, ông nhốt ở nhà. Bắt ở nhà không cho đi làm, không mua xe, không dạy lái xe luôn. Tức là coi như què chân, bên Mỹ mà không biết lái xe coi như què chân, không đi đâu hết. Thì có bữa hôm cũng ngồi bàn nhậu nghẹt với nhau, mấy bạn bè nói là này, ê mày thích gái Việt Nam không, xinh đẹp trẻ, mới ở bên Việt Nam qua Mỹ mà thằng chồng nó già quá không phục vụ được. Với lại mà em cũng cần tiền nữa.
Thế là cho địa chỉ, à cho số điện thoại. Anh ông cầm cái số điện thoại ra ông kêu, ông chửi thề lên một tiếng, ông bảo điện thoại của vợ ông ấy. Thì với Hoàng Duy Hùng bây giờ là 60 tuổi, lấy con vợ 30 tuổi. Thì trước sau nó cũng cấm ra. Còn một chuyện nữa cũng có thật nữa. Một ông về Việt Nam lấy vợ. Lấy vợ xong cái thì con vợ. Thì nghe nói con nhỏ của ông, của Hoàng Duy Hùng đấy, khoe là cái gì, hoa hậu, hoa hậu đấy, là người mẫu. Thế còn lúc nãy thì có bạn nào nói là gì nhỉ, làm nghề massage. Thì nó nghề massage đó thì của ông Đức hay là của Hoàng Duy Hùng. Nhưng mà tôi thì tôi nghe hồi chiều báo cáo thì, và cũng nghe Hoàng Duy Hùng nó cách đây 2 ngày nó khoe, mà chính là Hoàng Duy Hùng nó khoe ở trên của nó. Đức Đầu Bạc thì có con bồ 30 tuổi ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, tức là Đức Đầu Đạn Húp Xòa Le. Vâng, thì còn thằng Hoàng Duy Hùng thì có mỹ nữ chân dài làm nghề không phải massage mà làm cái nghề gì, nghề lúc hồi chiều đó thì có người báo cáo đó, thì trong video của Hoàng Duy Hùng có nói kỳ này có vợ. Thì cả hai thằng đấy là coi như cũng sắp sửa chết này. Phương Nguyễn thằng Hùng bom thì chỗ nào nó cũng nổ. Được nhất là nó có tí rượu. À, là người mẫu, người của Hoàng Dung là người mẫu. Thế còn Đức Đầu Đạn thì nói rằng con bồ của Đức Đầu Đạn là 30 tuổi làm nghề massage ở Tân Bình. Thắng Trần, ông Nguyễn Phương Hùng làm trò mèo. Mới hôm nào ông với ông Đức Đầu Bạc móc méo Hoàng Duy Hùng, nay ông Đức Đầu Bạc làm hòa với Hoàng Duy Hùng thì ông chửi ông Đức là sao? Cái điều đó dễ hiểu quá, Thắng Trần sao ngu dữ vậy ta? Bạn phải hiểu chứ. Thằng Đức Đầu Bạc nó đi, nó bưng bô cho thằng Hoàng Duy Hùng. Nó nhìn thấy rõ ràng, nó đứng, nó khoanh tay, nó nói chuyện với đầu gối của Hoàng Duy Hùng. Mà ai cũng biết thằng Hoàng Duy Hùng là người như thế nào rồi. Thì khi mà tôi tìm ra được cái sự thật Đức Đầu Bạc như vậy, thì tôi chửi ông Đức là cái chuyện bình thường. Cũng giống như những người khác ở trên này chửi ông Đức thôi. Thì ông chửi ông Đức là sao? Là ông cút xéo đi ra khỏi nơi này thế thôi, Thắng Trần nhé. Report luôn, đi, không có trở lại nhé. Tôi mà report là không trở lại. Thì tôi nói rồi Thu Nguyễn, là thằng Hoàng Duy Hùng nó không có lấy ai hết, nó chỉ lấy tiền thôi. 50.000 đô la để nó làm cái giấy. Sau 3 năm ở Mỹ thì người đó có quyền ly dị. Thế thôi. Còn Đức Đầu Bạc và Hoàng Duy Hùng bây giờ mà có lấy con gái mà 30 tuổi thì tôi nghĩ thì 37, 21 ngày. Thì cái người thứ nhì mà tôi kể chuyện á, thằng con trai nó ấm gì của nó đi lên trên Las Vegas làm đám cưới luôn ở trên Las Vegas. Cho bố nó ở nhà chơi mắt ếch.
Chào bạn B quay bộ sửu đạn. Đó là cái những cái nhận xét ngày hôm nay tôi ngồi buồn buồn tôi lấy ra thấy được mấy cái hình cũ. Đây là một cái hình trong Facebook của Đồng Hoàng Duy Hùng. Eo Hoàng, không có nơi làm việc để hiển thị, không có trường học nào để hiển thị, không có địa điểm nào để hiển thị, không có một thông tin mối quan hệ nào hiển thị, công việc và học vấn cũng không có luôn. Ok, thì tại sao nó nói nó sinh sinh ngày 19 tháng 5? Mà sự thật thì không có. Sự thật nó là ngày mùng 9 tháng 5 thì hôm nọ tôi đã chiếu cho cái video đó, các bạn đã nhìn thấy rồi. Thành ra anh Phạm Linh từ nãy giờ khi mà tôi nói về câu chuyện Đức Đầu Bạc này kia, anh cứ nói rằng là RFA nói không có đúng đâu. Thì tôi nghĩ rằng có lẽ là anh nghe sao, tôi không nói là bản tin của RFA. Tôi nói là bản tin RFA nói về báo Nhân Dân, chứ không phải là nói chuyện về Đức Đầu Bạc, Hoàng Duy Hùng. Còn cái bản tin mà báo Quân Đội Nhân Dân á, thì nói Đức Đầu Bạc sinh năm 1954. Tức là chắc chắn báo Quân Đội Nhân Dân phải biết Đức Đầu Bạc trong hồ sơ lý lịch là sinh năm 1954. Đây là tờ báo Nhân Dân 18 tháng 5 năm 2021. Tôi chỉ cắt ra phần đầu, tôi còn giữ nguyên cái bài báo. Nếu cần tôi đăng lên, tôi sẽ đăng lên. Thì tờ báo này chửi đằng Dưa Leo, nhưng mà ngược lại thì ca tụng thằng Dương Béo, ca tụng Sài Gòn Vo Ve, ca tụng Trần Anh Tuấn, ca tụng tôi không nhớ là có Sửu Đá hay là thằng Lê Bảo gì không nhớ, nhưng đại khái như vậy. Và tờ báo này, bài báo này đã bị tháo đi rồi sau khi thua kiện với lại Dưa Leo. Thì đúng rồi, là Thu Nguyễn, thằng nó cũng thuộc loại thằng lưu manh mà. Thì cái phần này, phần sau cũng vậy, cái chỉ lặp đi lặp lại giữa hai thằng Bảo với lại ông Đức Đầu Bạc. Nó chỉ hỏi rằng á, ông Đức Đầu Bạc, chú nói rằng chú có tiệm vàng Houston. Ông Đức Đầu Bạc thì lại lấp lửng: anh ở Mỹ, anh ở Houston mà anh không biết tiệm vàng của tôi sao? Nó bảo thì bác, thì chú cứ nói tên cái tiệm vàng của chú đi. Tại sao ông Đức Đầu Bạc không dám nói? Là tại vì có đâu mà nói. Đấy. Nhưng mà lại khoe với bà Kim Anh. Ông này thì là thợ hút, chỗ nào cũng hút hết đó. Việt Nam Cộng Hòa ông cũng chui vào, mà nghĩa là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa ông cũng rút háng, nghĩa là chỗ nào anh muốn hút anh cứ hút. Chào bạn Hùng Phương Vân. Nghĩa là cái nó nói chung là đứa nào nó cũng giống như nhau hết. Thì đây là hai cái video này đã có nằm ở trên Facebook của tôi, và tôi sẽ đưa lên trên kvchntv.net, các bạn tự do tải về nhé. Tôi không có hẹp hòi gì hết, bởi vì cũng là người ta đưa cho tôi thôi. Và đây là cái phần thứ ba trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay.
À, một cái vui tin này vui lắm. À, lúc nãy tôi không giới thiệu nhưng bây giờ mình có quyền đọc. Chỉ xin 20 đô la. Và ai xin? Thì tôi có viết ở trong này nhục và bèo quá. Đúng rồi, bác Thu Nguyễn là mắt xa mắt gần ấy. Chúng tôi là những nghệ sĩ trẻ đang sống tại hải ngoại, yêu nghề, yêu nhạc Việt, thích sáng tác, thích đàn và thích những bản nhạc, thích hát những nhạc phẩm của Việt Nam. Nhưng hơn 4 năm qua, sân khấu của các trung tâm ca nhạc mà chúng tôi thường cộng tác đã khép tấm màn nhung nghệ thuật, để lại một sự trống vắng trong lòng người yêu nhạc và thiệt thòi cho các nghệ sĩ trẻ vẫn miệt mài theo đuổi và đam mê phục vụ để bảo tồn âm nhạc Việt Nam nơi xứ người. Nhiều đồng nghiệp của chúng tôi đã về Việt Nam để tìm sân khấu trình diễn. Có người phải bỏ nghề, bỏ cả khán giả của mình. Nhưng chúng tôi không như vậy, mà vẫn tồn tại, vẫn sáng tác, vẫn sinh hoạt để giữ văn hóa nghệ thuật của người Việt tại hải ngoại dù trải qua nhiều khó khăn. Trong sự cố gắng đó, ngày hôm nay một số anh em, anh chị em chúng tôi đã tình nguyện trong tinh thần vô vụ lợi hợp tác cùng với Trúc Hồ Music để dựng lại một sân khấu khiêm tốn nhưng đầy đủ yếu tố nghệ thuật, từ âm thanh, ánh sáng đến hình ảnh, từ giọng ca, điệu vũ, tiếng đàn cho đến tim óc của mình, để thực hiện một chương trình nghệ thuật không thua kém bất cứ gì một chương trình nào trong quá khứ. Với niềm mãnh diện nhỏ nhoi đó, chúng tôi xin quý vị một ân huệ rất lớn, đó là 20 đô la. 20 đô la để thưởng thức một chương trình nghệ thuật bao gồm hơn 20 tiết mục, dài hơn 3 tiếng đồng hồ, với dàn nhạc giao hưởng gồm đủ mọi nhạc cụ, với một ban hợp xướng thật điêu luyện, cùng phần trình diễn của các giọng ca mà quý vị đã yêu thích từ lâu. Và quan trọng hơn cả là với 20 đô la, biết đâu quý vị đang cùng chúng tôi vực dậy nền âm nhạc Việt Nam tại hải ngoại, để con em của chúng ta còn có nơi trình diễn, còn có dịp để nghe và còn có cơ hội để các bạn trẻ phát triển tài năng âm nhạc của mình. Tất cả những hoài bão trên đã được chúng tôi gói chọn trong chương trình ca nhạc đầu tiên vừa hoàn tất để sẵn sàng gửi đến quý vị qua chủ đề Tình ca sau 1975. Quý vị có thể thưởng thức ngay ngày hôm nay bằng cách download chương trình qua Digital Copy với trọn vẹn hình ảnh và âm thanh kỹ thuật tân tiến nhất hiện nay. Chỉ xin quý vị 20 đô la mà thôi. 20 đô la mà cả gia đình đều có thể thưởng thức được, hoặc khách hàng trong những cơ sở thương mại của quý vị, trong các nhà hàng hay tiệm nail cũng có thể chia sẻ chương trình ca nhạc đầy nghệ thuật và công phu thực hiện của chúng tôi. Xin quý vị bấm ngay vào link này để ủng hộ ngay ngày hôm nay. Thì đó, cái link đó là link của sbtngo.com, hoặc là đặt mua DVD hoặc là Blu-ray qua trúc hồ music.com. Hãy giúp chúng tôi bảo toàn văn hóa Việt Nam tại hải ngoại. Hãy giúp con em chúng ta tiếp tục có cơ hội phát triển tài năng của họ mọi nơi xứ người. Thành thật cảm ơn quý vị. Thùy Dương, tức là MC Thùy Dương đó. Jimmy Nhật Hạ, Diễm Liên, Nguyên Khang, Sĩ Đan, Thế Sơn, Bi Uyên Phương, Đoàn Phi, Trúc Sinh, Philip Huy, Việt Khang, Trúc Hồ và các bạn. Các bạn thấy bên đấy nghệ sĩ đói quá rồi à, nhà báo, tôi đâu có biết
Tôi thấy cái này tôi thấy hay quá, tôi đăng lên cho các bạn xem thôi. Thì các bạn có thấy hay thì các bạn vỗ tay. Mà nếu các bạn muốn ủng hộ, muốn tình ca nhé, chứ không phải là Việt Nam tôi đâu hoặc là anh là ai. Cái này là tình ca, tình ca. Tình ca là tình tình cảm đó, là xin tiền đó, đó, gọi là tình ca. Lê Nam. Thì không phải nói đây là những ca sĩ của SBTN giờ đói quá phải lên xin tiền. Đã được đăng trong KBGHNTV. Sở dĩ tôi đăng lên là tôi thấy họ xin sổ tội nghiệp quá. Đây là nhà báo Lê Trọng Hùng bị chuyển Ukraine trong lúc đang chiến tranh, nhưng mà đội tuyển Ukraine đã được đậu vớt khi tranh vé vớt World Cup 2022 với Scotland, chưa biết bên nào thắng bên nào. Scotland thì cũng 24 năm nay cũng chưa được vào trong cái World Cup, phải nhà kỳ này họ cũng sẽ cố gắng luôn, hai bên cùng cố gắng. Cái này thì lúc nãy mới chiếu các bạn xem rồi. nó cắn ở đầu của tôi vào nó như vậy đấy. Lúc nãy cái này cũng chiếu rồi. Có vợ thì mặt mày như thế này, không có vợ thì là mặt như thế này, lên trên Yên Bái thì mặt như thế này. Ông San Sam ở trong này đó, thấy không? Ông chửi tôi đó nhưng mà tôi vẫn quảng cáo cho ông. Cùng San Sam lên để chơi thăm con đường nhân ái của Mõm Lông. Có lẽ là chắc tôi nghe nhắc cái Nguyễn Quang Trường. Thành ra là ông San Sam động lòng ông phải làm cái tốt này, tôi không biết. Nhưng mà tôi vẫn đăng. À, cái hình này hay không các bạn? Cô giáo đây, cô giáo biểu diễn để cho các em đứng ở trên bắt chiếc theo. Cô giáo còn nhảy còn. Rồi bây giờ tới 11:15. Báo Nhân Dân bị Nhân Dân kiện vì vu khống Nhân Dân. Ai mà dám một mình chống lại Nhân Dân, đóng vào mùa kép. Có biết đóng vào mùa kép Nhân Dân là ai không? Nghe nói là kỳ này bàn về đề tài nóng hiện nay của truyền thông Nhân Dân theo chủ trương dân biết, dân bàn và dân kiểm tra. Bài báo bằng ngày 26 tháng 3 năm 2021 là ngày mà Gia Huy, tức là Dưa Leo đó, nộp đơn tặng kiện tờ báo Nhân Dân. Tôi biết những chuyện này từ lúc đó nhưng mà tôi không có liên quan gì, không có viết gì hết. Thì báo Nhân Dân, cơ quan trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếng nói của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, như tuyên bố của tờ báo, đang bị một cá nhân khiếu kiện vì đã sử dụng cơ quan ngôn luận của Đảng để vu khống và nhục mạ một công dân, làm ảnh hưởng danh dự, đời sống tinh thần và việc làm của công dân đó. Ai mà gan vậy trời? Có biết báo Nhân Dân là ai không? Vì là cơ quan ngôn luận của Đảng, Bộ Chính trị có chỉ thị số 11 từ năm 1998 quy định các đảng bộ phải mua trong cái phương thức kết hợp hài hòa giữa kinh doanh và phục vụ nhiệm vụ chính trị, cho thấy Đảng Cộng sản rất đề cao vai trò của báo Nhân Dân trong hệ thống chính trị Việt Nam. Theo Bùi Tín, nguyên phó tổng biên tập của báo Nhân Dân, hiện lưu vong tại Pháp, thì số lúc đó là Bùi Tín còn sống,
đại chúng không mấy ai mua báo hay tìm đọc báo, tin tức của báo Nhân dân, vì bản tin không có gì mới mẻ mà chỉ loan đi những tin chính quyền muốn nói lên. Tôi cũng kể về ngân sách thoải mái mà chính phủ Việt Nam chu cấp cho báo Nhân dân. Thì ở đây chúng tôi đặt câu hỏi, có phải đúng như ông Bùi Tín nói rằng chỉ loan những tin mà chính quyền muốn nói lên, thì như vậy những bài báo của thằng Trần Anh Tuấn, bài báo của Dương Béo, bài báo của Sài Gòn Vo Ve được đăng trên báo Nhân dân, của Lê Việt Hùng nữa, góc nhìn của đảng viên, thì có phải là tiếng nói của chính quyền hay không? Và những bài báo này mang nội dung đề cao Hoàng Duy Hùng. Và 16 bài báo mà Đức Dũng, Hà Nam và Thuận Hữu đã đăng trên báo Nhân dân, có phải đó là những tin mà chính quyền muốn nói lên hay không? Và cũng đó là một câu hỏi mà ngày hôm qua tôi đã đề nghị nha, chứ không có yêu cầu, ông Lê Quốc Minh với tư cách là tổng biên tập mới, ông cũng phải chịu liên đới trách nhiệm. Ông không phải là người chủ nhân của tờ báo Nhân dân, ông chỉ là người được chỉ định tiếp tục công việc mà người tiền nhiệm của ông đã hết hạn, đến cái tuổi nghỉ hưu. Thì do đó ông cũng phải có bổn phận làm sáng tỏ những cái chuyện mà ông Bùi Tín nói rằng những tin chính quyền muốn nói lên. Thì theo tôi biết, những tin muốn nói lên đó là những 16 bài báo của Hoàng Duy Hùng, một vài bài báo của thằng Trường Mõm Lông, và những bài mà báo Nhân dân ca tụng Dương Béo. Thì Dương Béo bây giờ nó đã bỏ chạy rồi, vứt lại đôi dép ở trước cửa 71 Hàng Chống. Còn những thằng khác hiện tại bây giờ Sài Gòn Vo Ve hãy còn, Trần Anh Tuấn vẫn còn, thì quý vị nghĩ sao? Chúng tôi đọc tiếp. Theo văn bản công bố ở trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ Việt Nam, thì năm 2014 ngân sách văn phòng Trung ương Đảng chi cho báo Nhân dân là 46 tỷ 460 triệu tiền Việt Nam. Do vị thế là tiếng nói của Đảng, Nhà nước nên vai trò của báo Nhân dân rất quan trọng trong chính thể Việt Nam hiện nay. Nhiều chính sách nổi tiếng của Đảng Cộng sản Việt Nam đã từng và làm việc tại báo Nhân dân hoặc tham gia viết bài. Trường Chinh và Tố Hữu cũng đã từng làm chủ bút của báo này. Các đời tổng biên tập đều giữ chức vụ từ ủy viên Trung ương Đảng trở lên, đồng thời kiêm nhiệm một số chức vụ quan trọng khác trong Đảng. Báo là một trong 4 phương tiện tuyên truyền cốt yếu của Đảng Cộng sản Việt Nam, gồm có báo Nhân dân, đài truyền hình, đài phát thanh và thông tấn xã của chính quyền. Đó là theo tài liệu của Wikipedia viết. Đây tôi đính kèm theo tờ báo Nhân dân. Bài viết về dưa leo không tìm thấy nội dung. Tôi kiếm một ngày hôm nay ở bên Mỹ là ngày 1 tháng 6 2022. Thế như vậy là chuyện đó là chuyện gì? Người kiện là nghệ sĩ hài độc thoại dưa leo về một bài viết trên báo Nhân dân đã vu khống anh nấp bóng truyền bá tri thức để kích động chống phá đất nước, mà không đưa ra được bằng chứng xác thực. Nói với SBS, nghệ sĩ dưa leo cho biết báo Nhân dân cũng là báo và cần phải tuân thủ pháp luật. Thì việc anh kiện tờ báo này là vì bài viết bôi nhọ là cách anh muốn công chúng thấy rằng Việt Nam là quốc gia có pháp luật, vận hành theo pháp luật như hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khẳng định. Tôi rất đồng ý với cái nhận định này. Điều đó chứng tỏ rằng những người nào còn tuyên truyền, còn láo khoét rằng ở Việt Nam không có tự do báo chí,
thì tại sao công dân Dưa Leo lại kiện và thắng nữa? Điều đó chứng tỏ rằng Thuận Hữu, Đức Dũng và Hà Nam, ba tên này quả thật đã có tội với nhân dân. Số tiền được cung cấp cho tờ báo để đi làm những chuyện ruồi bu và bây giờ là bị xấu hổ phải gỡ bài xuống. Nghệ sĩ hài độc thoại Dưa Leo tên thật là Nguyễn Phúc Gia Huy được xem là người đầu tiên giới thiệu loại hình hài độc thoại tại Việt Nam, mở đường cho loại hình nghệ thuật mới mẻ này phát triển sôi nổi sau đó. Đây là lần đầu tiên một cá nhân lại là một người trong ngành nghệ thuật phát đơn kiện tờ báo Đảng. Văn phòng luật sư Hoa Hồng của luật sư Nguyễn Hà Luân đã dẫn ra những quy định pháp luật cụ thể cho thấy báo Nhân dân vi phạm luật pháp nghiêm trọng khi đưa một bài viết công kích một cá nhân mà không kèm theo bất cứ một bằng chứng xác thực nào. Điều này cũng được áp dụng cho tờ báo Nhân dân đã vu cáo rất nhiều người chống lại Hoàng Duy Hùng mà cũng không đưa ra, trong đó có tôi nữa. Một nhà báo hải ngoại, hải ngoại này có ai chúng ra chống Hoàng Duy Hùng ngoài tôi? Không dám viết trên tôi, bởi vì tôi đã có những cái văn, có bằng khen của nhà nước Việt Nam, thành ra không dám chống đánh xuôi kèm thổi ngược. Mới đây nhất năm ngoái tôi còn nhận được một cái bằng khen nữa. Thành ra tờ báo Nhân dân có nói về tôi và nói rằng như kiểu mà tôi là ganh ăn tức ở với Hoàng Duy Hùng là cái này hay. Có, điều đó có. Nhưng mà tôi chắc không thể nào mà thưa báo Nhân dân như là Dưa Leo Nguyễn Phúc Gia Huy này. Nhưng mà các bạn trong nước, các bạn có quyền gặp luật sư Nguyễn Hà Luân để tìm hiểu xem trong cái thời gian đó nhé, chứ không phải bây giờ đâu. Từ rồi anh Lê Quốc Minh đã nói xác nhận từ ngày anh lên là không có bài viết của Hoàng Duy Hùng nữa. Và khi mà Hoàng Duy Hùng về đến Việt Nam hồi ăn Tết vừa rồi, đấy, Tết Nhâm Dần 2022, báo Nhân dân cũng không mời Hoàng Duy Hùng tới để ăn một miếng bánh chưng, một vài hột, cắn vài hột dưa, mứt sen hoặc là uống trà Thái Nguyên. Sự việc diễn ra đã gần nửa năm nay và báo Nhân dân vẫn không giải trình được và cũng không gỡ bài hay xin lỗi. Tuy nhiên, như nghệ sĩ Dưa Leo cho biết, trước một sự việc vi phạm luật pháp trắng trợn của tờ báo, cho dù là Nhân dân cũng là một tờ báo mà mọi người bị hại, không lên tiếng thì công lý không được thực thi. Đây là bài viết cũ. Đây là Dưa Leo và luật sư Nguyễn Hà Lân. Thì bây giờ thì tờ báo Nhân dân đã phải gỡ hết tất cả các bài xuống. Nghệ sĩ Dưa Leo vụ kiện kết thúc, báo Nhân dân rút các bài viết. Ông Nguyễn Phúc Gia Huy, hay còn gọi là nghệ sĩ hài độc thoại Dưa Leo, hôm mùng 1 tháng 6, tức là ngày hôm nay tại Hoa Kỳ, ngày hôm qua tại Việt Nam, đăng tải thông tin trên Facebook cá nhân cho biết vụ kiện của ông với báo Nhân dân đã kết thúc và tờ báo này đã rút các bài viết liên quan đến ông trong báo mạng xuống. Vụ kiện báo Nhân dân cuối cùng cũng đã kết thúc. Báo Nhân dân đã xóa các bài báo liên quan tôi. Các bài báo khác trích dẫn tờ báo cũng đã bị xóa. Ông Gia Huy viết và cảm ơn những người đã ủng hộ ông vì đây là một trong những sự kiện ảnh hưởng nặng nề đến tinh thần người nghệ sĩ này nhất. Trưa ngày 1 tháng 6, khi phóng viên thử truy cập các đường link của các bài viết có liên quan đến ông này trên mạng báo Nhân dân thì hiển thị dòng chữ không tìm thấy nội dung.
cho thấy những bài báo này đã bị rũ xuống. Ông Giao Huy từ chối tiết lộ thêm về chi tiết vụ này. Phóng viên chúng tôi cũng đã gọi số điện thoại của báo Nhân dân và đề nghị xác nhận thông tin về vụ kiện. Tuy nhiên, người trực máy cho biết đây chỉ là số của tổng đài tờ báo này và đề nghị chúng tôi gọi lại sau. Thì hồi giữa tháng Giêng năm ngoái, nghệ sĩ Dia Leo đã đăng tải một video lên kênh YouTube cá nhân cho biết ông đã nhờ đến luật sư để yêu cầu tờ báo Nhân dân phải cải chính xin lỗi vì bài báo đã xúc phạm. Trước đó không lâu, tờ báo là cơ quan của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đăng bài viết của tác giả Việt Quang với tiêu đề nấp bóng truyền bá trí thức để kích động chống phá đất nước, để công kích nghệ sĩ hài độc thoại Dia Leo nhưng không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào. Trong bài báo, tác giả cũng nhắc đến Đài Á Châu Tự Do và các cơ quan truyền thông khác như là BBC, VOA và gọi các cơ quan báo chí này là nổi tiếng chống cộng hoặc rất thiếu thiện chí với Việt Nam hay là đám báo chí kèn. Ngày mai tôi sẽ trích cái phần mà nói về KBC hải ngoại của báo Nhân dân. Ngoài ra, sau khi ông Giao Huy thông báo bắt đầu vụ kiện thì tờ báo này đã tiếp tục đăng thêm hai bài Nếu biết quay đầu cũng chưa muộn của tác giả Thành Sơn và Hải Ân, dẫn lại các trang web thân chính phủ tiếp tục chỉ trích nghệ sĩ hài độc thoại và cho rằng Giao Huy cố tình làm ầm ĩ sự việc để đánh bóng tên tuổi. Đây là phần trích dẫn mà lúc nãy tôi đã chụp hình trên báo Nhân dân cho biết bài báo đã không tìm thấy nội dung, tức là báo Nhân dân đã gỡ tất cả bài của Dia Leo. Có bài này hay lắm. Hoàng Duy Hùng tố cáo bản chất Hồ Chí Minh gian xảo và phi dân tộc. Bài báo này tôi đọc lâu rồi. Vâng, để lúc nào tôi có thể kiếm ra mình sẽ đọc sau về của Dia Leo. Vâng, coi như là cái chương trình nói chuyện của chúng tôi ngày hôm nay tới đây là đã hết. Và Phạm Huy Hùng bị ca sĩ là ông Phương Hùng đưa những thông tin mới mà ở Việt Nam không ai biết, chỉ mấy đứa chống phá trong nước mới biết. Bà thích nghe và thích nghe chứ mà. Cảm ơn ông nhà báo đưa tin thất thiệt. Ok, thất thiệt thì thôi. Đi vào trong cái Facebook của Dia Leo đó. Chà, nó nhiều Dia Leo quá. Đây, bài báo của Nguyễn Phúc Giai Huy cùng với luật sư Lê Ngọc Luân. Công ty Goki đấy bảo tôi là bản tin thất thiệt. Nói chuyện vụ bắn ở bệnh viện ở Mỹ đi anh Hùng. Bạn này là tôi không biết Huỳnh Hạnh là ai, mà lại hình như là không muốn nói về những chuyện mà của Hoàng Duy Hùng hay là của Đức Đầu Bạc. Đà Nẵng quê tôi, nghe nói Hoàng Duy Hùng hôm qua khoe bạn gái trẻ người miền Nam trên YouTube một cách tự hào. Con gái miền Nam không phải tất cả, nhưng đa phần là ăn chơi, không biết tiết kiệm, tích lũy. Trời ải, Ngô Kỷ nói Phương Hùng là Việt gian, vậy xin hỏi ông có phải là Việt gian không? Thế Ngô Kỷ nó là ai mà nó nói tôi là Việt gian? Thế hôm qua đó, Lê Thái đã đưa một cái video đó mà bữa nay tôi cũng đi rồi chiếu. Chính người hải ngoại chửi Hoàng Duy Hùng trước mặt Hoàng Duy Hùng là Việt gian. Còn tôi á, cái Ngô Kỷ có trọng lượng hay không? Khi mà cầy ải hỏi tôi, vậy xin hỏi ông có phải là Việt gian hay không á, thì tôi nghĩ rằng á, bạn là một người rất là ngu nhất trên thế giới.
Vâng, nghe Quang Phố Cổ mới đi về, về muộn. Okay. Report luôn. Còn bạn nào nữa? Hùng Phạm Huy cho report luôn. Báo cáo. Tôi mà báo cáo xong là YouTube nó không cho vào. Không cho vào xem không. Vâng, tất cả chúng tôi xin phép cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi chương trình ngày hôm nay và xin hẹn gặp lại ngày mai nha.